Sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, có phương tiện và người rơi xuống sông. Quan cảnh sập cầu Phong Châu nối liền huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Người dân có mặt tại cầu Phong Châu khi cầu sập. Các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đảm bảo công tác an toàn. Các cơ quan chức năng có mặt và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người dân phía bên tam nông theo dõi công an đã phong tỏa hiện trường